Anh em ạ, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại cái chủ đề này. Cơ bản là bởi vì tôi cần một vài video tốn ít thời gian để edit hơn cho anh em đỡ phải đợi lâu quá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chiêu thức rất đặc biệt trong Pokemon, không giống bất kỳ một chiêu nào khác, đó là Substitute, vật thế thân. Cái chiêu này thì tôi đã nói đến trong video của mình rất nhiều lần rồi. Nhưng tác dụng cụ thể của nó là gì và những trường hợp nào phải sử dụng nó thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Substitute là một chiêu thức hệ thường đã tồn tại từ thế hệ game đầu tiên. Cách hoạt động của nó rất đơn giản, đó là hy sinh 25% sinh lực tối đa của Pokemon sử dụng để tạo ra một vật thế thân có lượng sinh lực bằng đúng cái chỗ đã hy sinh đấy. Nếu sinh lực còn lại của Pokemon thấp hơn hoặc bằng 25% thì chiêu này sẽ thất bại. Và dĩ nhiên con Shedinja vốn chỉ có một máu thì sẽ không dùng được chiêu này. Còn cái vật thế thân này có thể làm được những gì thì nó lại hơi tốn giấy hơn một chút. Đầu tiên và rõ ràng nhất đó là nó sẽ đỡ đòn cho Pokemon thật đang núp ở phía sau. Hầu hết các đòn tấn công của đối thủ sẽ đánh trúng cái vật thế thân này, ngoại trừ các chiêu thức âm thanh, các chiêu thức đến từ những Pokemon có đặc tính Infiltrator hoặc là một vài chiêu thức đặc biệt như là Spectral Thief của Machado. Sát thương thì vẫn được tính như thường và tính cả tăng giảm chỉ số của Pokemon đằng sau nó. Khi mà vật thế thân bị cạn kiệt sinh lực thì sẽ biến mất. Anh em có thể thắc mắc là, có thế thôi á? Chiêu gì mà không gây tổn hại gì được cho đối thủ lại còn mất của mình 1/4 cây máu, bị đánh một phát là vỡ, thế thì dùng làm gì cho mất thời gian ra? Tuy nhiên, kể cả khi mà đối phương gây thừa đam lên cái vật thế thân này thì lượng sát thương thừa ra vẫn không ảnh hưởng gì đến Pokemon đằng sau. Kể cả khi vật thế thân chỉ có một máu và bị dính một hit gây đến 1 tỷ sát thương thì Pokemon phía sau vẫn sẽ bình yên vô sự. Từ đó anh em có thể nhận ra được ứng dụng đầu tiên của chiêu này là dùng để giảm thiểu sát thương khi mà anh em đoán được một chiêu thức mạnh và để hao tổn PP của đối thủ. Nhưng mà như thế thì tôi thà dùng Protect luôn có phải hơn không? Ừ thì tất nhiên rồi, cái tác dụng này không thể so được với chiêu Protect. Tuy nhiên đây cũng không phải là tác dụng duy nhất. Trong cái trường hợp mà đòn tấn công của đối thủ yếu đến mức không thể phá vỡ được Substitute mà lại để sót lại dù chỉ một máu thôi, thì cái vật thế thân này sẽ tồn tại cho đến khi nào nó mất nốt một cái máu đấy. Và dĩ nhiên sát thương thừa ra vẫn không ảnh hưởng đến Pokemon phía sau nhé. Trong những cái trường hợp như thế này có thể coi như anh em đã có thêm cho mình một lượt miễn phí. Tác dụng nổi bật thứ hai là vật thế thân sẽ miễn nhiễm với hầu như tất cả các chiêu thức hiệu ứng, vẫn là loại trừ những chiêu âm thanh như là Sing hay là Perish Song. Nhờ vậy nếu như Pokemon của anh em nhanh hơn Pokemon đối thủ và kích hoạt được chiêu Substitute trước khi chúng nó thả những chiêu như là Toxic, Thunder Wave, Spore, Will-O-Wisp hay là Lickseed thì anh em đã khiến cho đội bạn lãng phí mất một lượt đấy. Nếu như Pokemon đội bạn còn là những con yếu ớt như là Toxapex chẳng hạn thì cái khả năng phá Substitute của chúng nó gần như là bằng không, nên khá chắc kèo chúng nó sẽ phải tự rút về. Vậy là lại miễn phí thêm một lượt nữa để cho anh em có thể thoải mái gia tăng chỉ số đằng sau vật thế thân của mình rồi. Nên lưu ý rằng tuy Substitute có thể đỡ được chiêu Yawn, nhưng nếu như anh em bị Yawn trước khi tạo Substitute thì vẫn sẽ bị ngủ như thường. Nên đặc biệt chú ý nữa đến hai chiêu rất nguy hiểm là Taunt và Encore. Tuy không được liệt vào dạng chiêu thức âm thanh, nhưng chúng nó vẫn có thể tác động xuyên qua vật thế thân được và vẫn sẽ khiến cho anh em phải khốn khổ. Và đấy cơ bản là hai tác dụng lớn nhất của chiêu Substitute, và các trường hợp sử dụng đa số sẽ xoay quanh hai tác dụng này là đỡ đam và đỡ hiệu ứng. Ngoài ra còn rất nhiều những tác dụng nhỏ nhỏ nữa, ví dụ như là chặn Intimidate. Chiêu Transform và đặc tính Imposter của Ditto đều không thể hoạt động. Rất nhiều hiệu ứng phụ của các chiêu thức tấn công sẽ không có tác dụng như là hiệu ứng phá trang bị của Knock Off, Pluck và Incinerate. Hiệu ứng đẩy Pokemon về bóng của Dragon Tail và Circle Throw cũng sẽ không hoạt động. Roar là chiêu thức âm thanh nên vẫn có thể hoạt động như thường. Có thể chặn được tất cả những hiệu ứng như là độc, bỏng, tê liệt, ngủ, đóng băng, hỗn loạn và flinch đến từ những đòn tấn công. Một vài chiêu thức có lợi vẫn hoạt động bình thường nếu như được sử dụng bởi chính Pokemon phía sau vật thế thân, nhưng sẽ vô hiệu nếu đến từ đồng đội, ví dụ như là Acupressure hay là Aromatherapy. Vật thế thân có thể được truyền lại cho đồng đội nhờ chiêu Baton Pass, nhưng mà cái chiêu này thì đa số trường hợp là bị cấm cho nên chúng ta không cần phải bàn nhiều lắm. Và còn khá khá những cái lặt vặt nữa, nhưng mà để liệt kê ra hết thì cũng không đáng kể, mà anh em sẽ nghiệm ra được khi mà rất nhiều lần trải nghiệm thực tế. Còn anh em nào não to muốn đọc cho chi tiết thì có thể tự tìm hiểu qua cái link mà tôi để phía dưới nhé. Vậy khi nào thì chúng ta sử dụng Substitute? Trường hợp đầu tiên và không ảnh hưởng lắm bởi tốc độ
đó là khi anh em đoán được một cú đổi Pokemon của đối thủ. Ví dụ như anh em có một con Chandelure và đối phương đang có một con Zacian đang bị bỏng, hay một con Ferroton có thể bốc hơi khi dính một chiêu Flamethrower, hoặc là một Pokemon của đối thủ đang bị Choice Scarf khóa vào một chiêu hệ giác đấu mà con Gengar của anh em vừa mới đảo ra và miễn nhiễm được. Hiển nhiên là trong những trường hợp như thế này thì họ sẽ muốn đổi Pokemon rồi đúng không? Nhưng nếu như anh em không đoán được là họ sẽ đổi ra con gì và cũng không muốn mạo hiểm phí mất một chiêu tấn công mà có khả năng là sẽ bị kháng, vậy thì Substitute sẽ là một phương pháp an toàn. Mình cũng không thiệt cái gì cả mà Pokemon của đối phương đảo ra cũng sẽ có thêm một chướng ngại để mà đối phó. Các trường hợp khác thì sẽ tùy xem Pokemon của anh em nhanh hơn hay là chậm hơn đối thủ. Một cái Substitute nhanh sẽ có thể đỡ được những chiêu thức hiệu ứng ngay lập tức như tôi đã nói lúc nãy. Những trường hợp khá dễ đoán như là Spore đến từ Among Us hay là Breloom, Lixit đến từ Ferroton hay là Celesteela, Will-O-Wisp hoặc là Strength Sharp đến từ Galarian Gosola, hay là trong đấu đơn thì anh em sẽ thường xuyên thấy cái chiêu Toxic. Trường hợp này thì đa số những đứa chơi hiệu ứng thường sẽ bất lực, không đủ sát thương để phá vật thể thân của anh em và sẽ buộc phải đảo Pokemon khác ra. Substitute cũng có thể được sử dụng để tự cắt sinh lực của bản thân để kích hoạt trang bị và đặc tính. Ví dụ như con Damanitan có thể áp dụng để kích hoạt Gen Mode và Citrus Berry, hay là con Zygarde có thể sử dụng để kích hoạt Power Construct. Nó sẽ khiến cho anh em chủ động hơn trong những cái trường hợp mà đối thủ chơi vòng quanh tìm cách không cho những đặc tính này hoạt động. Một cái Substitute chậm thì sẽ mạo hiểm hơn và đòi hỏi phán đoán hơn, bởi vì không chắc là sau khi ăn một đòn của đối thủ thì anh em có đủ sinh lực để mà tạo vật thế thân hay là không, hoặc đơn giản là bị chúng nó ru ngủ mất rồi. Nhưng nếu thành công thì anh em có thể tụ chiêu Focus Punch phía sau vật thế thân mà không lo bị dính sát thương phá mất chiêu này. Dĩ nhiên là vẫn phải né những thằng cho hệ âm thanh ra nhé. Một cái Substitute nhanh cũng có thể được sử dụng để thay thế cho Protect, và cũng có thể dùng Sole với chiêu Protect để câu giờ cho đối thủ kiệt sức vì độc hoặc là Lixit. Còn sắp chậm thì cũng đơn giản là đẩy tác dụng này đến lượt sau mà thôi, nhất là khi anh em có thể dùng Protect trong khi đang nấp đằng sau vật thế thân và có thể bảo vệ được cả vật thế thân đó luôn. Thế thì chúng ta đối phó với chiêu Substitute này như thế nào? Đầu tiên là nếu anh em tự tin Pokemon của mình đủ khỏe để có thể một hit đá bay cái vật thế thân đấy thì mình đá thôi, không cần phải xoắn. Có thể nó sẽ tốn lượt đánh hơn bình thường, nhưng mà khi mà mình không có cách nào để đặc trị thì cũng phải chịu khó thôi. Về cách đặc trị cái sắp này thì có hai cách. Một là sử dụng những chiêu thức âm thanh có thể xuyên qua vật thể thân như là Hyper Voice và Boom Burst. Đặc biệt, Ro là một chiêu âm thanh có thể đẩy Pokemon về bóng, rất là hữu dụng để đối phó với mấy anh đang múa kiếm hay là ủ mưu đằng sau vật thể thân, cho chúng nó về mất cả chỉ lẫn chài luôn. Thứ hai là sử dụng những chiêu thức liên kích, tức là có thể đánh được nhiều hit trong một lần thi triển. Ví dụ như Double Kick, Bullet Seed, Shocking Strike, Icicle Spear, Water Shuriken. Lúc nãy tôi còn nói là vật thể thân có thể đỡ được cả tỷ đam đúng không? Nhưng đấy là một tỷ đam trong cùng một hit. Còn nếu mà chiêu thức có thể đánh được nhiều hit và hit trước đã đủ sát thương để phá vật thể thân rồi thì cái hit sau sẽ bay thẳng vào mặt đối thủ đang núp đằng sau nó. Trong cái trường hợp mà anh em không có hai cách trên thì sẽ hơi lằng nhằng hơn một chút. Đó là anh em có thể sử dụng Taunt và Encore. Taunt để làm gì? Cái chiêu này sẽ ngăn cho đối thủ không dùng được những chiêu hiệu ứng và có thể dùng xuyên qua vật thể thân. Một là để sau khi mình phá vỡ cái vật thể thân đấy, nó sẽ không tạo lại cái nữa được. Thứ hai là để cho nó không dở mấy cái trò múa may hay là thả hiệu ứng trong khi đang chơi trò anh hùng núp. Còn Encore thì mất dạy hơn, nó sẽ khóa đối thủ vào chiêu Substitute, bắt đối thủ phải sử dụng chiêu đấy liên tục trong vòng 3 lượt. Giờ thì đội bạn sẽ có hai lựa chọn, một là rút về và lãng phí cái vật thể thân. Hai là chơi cối, đứng bất lực nhìn anh em gia tăng chỉ số, thiết lập thế trận trước khi quyết định xem có nên xử nó hay là không. Kiểu gì thì kiểu, anh em vẫn có ít nhất là một lượt miễn phí. Ok, đó là những thứ cơ bản nhất mà tôi có thể giải thích và gợi ý về chiêu Substitute. Đây là một chiêu thức rất đặc biệt và cách mọi người sử dụng nó cũng thiên biến vạn hóa, cho nên tôi cũng chỉ nói cơ bản được thôi. Còn những tác dụng và trường hợp sử dụng nào nữa mà tôi có thể chọ kè tôi quên mất hoặc là tôi không biết thì anh em có thể đóng góp ở phần comment phía dưới cho mọi người cùng tiếp thu nhé. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ video này cũng như ủng hộ kênh của tôi. Còn bây giờ thì peace.